Xin chào quý vị và các bạn. Từ nay đến hết tuần này, hầu khắp Bắc Bộ đều phổ biến nắng ráo, thời tiết hanh khô vào ban ngày với mức nhiệt từ 20 cho tới 23 độ, có nơi cao hơn. Còn về đêm và sáng, trời rét sâu khi nhiệt độ giảm thấp về mức 14 đến 17 độ tại khu vực đồng bằng, vùng núi là từ 11 đến 14 độ, còn khu vực núi cao dưới 8 độ. Quý vị lưu ý độ ẩm không khí vào buổi trưa có thể giảm xuống 40 đến 50%. Tiết trời khô hanh sẽ gây cảm giác rất khó chịu, đặc biệt là với những người mắc các bệnh về đường hô hấp như là viêm mũi dị ứng. Do đó, để phòng bệnh hiệu quả thì quý vị cần bổ sung các thực phẩm có tính ẩm, kháng viêm như là hành, tỏi, gừng. Ngoài ra, khi ra đường, cần đeo khẩu trang và tăng cường xịt rửa mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Hôm nay, thủ đô Hà Nội có nắng ngay từ sớm, báo hiệu một ngày hanh khô. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay là từ 23 đến 24 độ. Thời tiết khô hanh này, quý vị nên uống nước thường xuyên hơn, tăng cường ăn nhiều rau xanh, củ quả để bổ sung vitamin cho cơ thể. Với chị em phụ nữ thì nên dùng kem dưỡng khi mà da có dấu hiệu khô. Về đêm trời rét khi nhiệt hạ về mức 16 đến 17 độ. Trái với thời tiết rét khô ở miền Bắc thì mưa lớn lại đang diễn ra tại miền Trung với lượng mưa lên tới hàng trăm mm. Dự báo là mưa sẽ còn kéo dài tại Trung Bộ trong nhiều ngày tới. Trọng tâm mưa tập trung từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa với nhiều điểm mưa vừa mưa to, tập trung ở các tỉnh phía Nam của Quảng Ngãi đến Phú Yên. Tổng lượng mưa trong khoảng từ 350 đến 550 mm, có nơi trên 600 mm. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa mưa từ 150 đến 300 mm, có nơi vượt 350 mm. Thành phố biển Đà Nẵng nằm trong vùng cảnh báo mưa lớn nên hôm nay mưa sẽ liên tục cả ngày. Cảnh báo thời điểm mưa dồn dập nhất là về chiều tối và đêm. Do mưa nhiều nên mức nhiệt hôm nay trên thành phố chỉ dao động từ 22 đến 25 độ. Mưa cũng là cảnh báo đưa ra cho thành phố Hồ Chí Minh, thời gian mưa nhiều sẽ tập trung về chiều tối, có từ sáng cho đến trưa. Trời vẫn có những khoảng tạnh ráo và hửng nắng. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay trên thành phố phổ biến từ 32 đến 33 độ. Về tối và đêm trời tạnh ráo hơn, mức nhiệt ở vào khoảng 26 đến 27 độ. Theo lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.